tượng Phật mà mình có những cái cảm giác xúc động như thế, tức là cái nhân duyên rất sâu dày trong nhiều kiếp với Phật. Và không phải đơn giản mà Phật giáo tồn tại bao nhiêu ngàn năm đến ngày nay, mà thực ra ở những cái hành tinh khác, trong những cái vũ trụ mênh mông, các ngài đã ở đấy từ lâu rồi. Hà Đan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta rất là may mắn, hữu duyên được gặp gỡ và trò chuyện, được lắng nghe những lời khai thị từ thầy Kim Cương. Con kính chào thầy ạ. Chào con. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt, đó chính là chúng ta còn được chào đón một vị khách mời đặc biệt nữa. Xin được giới thiệu một nữ diễn viên có gương mặt rất là đôn hậu. Cô thường được vào vai những bà mẹ hay là những người cán bộ có một tâm hồn, một tấm lòng rất là nhân hậu, đúng không ạ? Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Minh Phương. Con chào U ạ. Xin chào con. Dạ, con chào thầy ạ. Chào con. Dạ. Thưa quý vị, trong các số chương trình của Thức Tỉnh Tâm Hồn của chúng tôi thì thầy Kim Cương sẽ nhận những câu hỏi từ phía chính quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và ngày hôm nay thì thay mặt cho những người khán giả đó, chúng tôi được chào đón ở đây là diễn viên Minh Phương. Và cô Minh Phương thì cũng có rất là nhiều những điều thắc mắc liên quan đến các chủ đề xoay quanh vấn đề Phật Pháp, đúng không ạ? Và bây giờ thì thầy Kim Cương cũng đang rất sẵn lòng có thể giải đáp được những thắc mắc đó cho cô đấy ạ. Cảm ơn Hà Đan. Dạ thưa thầy, đến nay thì con đã vừa tròn 62 tuổi rồi. Và bây giờ con đã bắt đầu bước sang tuổi 63. Và cũng 62 năm thì từ khi con ra đời cho đến lúc bắt đầu con biết cảm nhận được, thì con chỉ biết mỗi một điều này là cái tâm của con ấy lúc nào con cũng hướng về Phật. Con đi chơi này, rồi sau này khi con vào nhà hát tuổi trẻ, mỗi lần con đi công tác thì ngoài cái giờ biểu diễn ban ngày thì chúng con rất hay vào đi lễ chùa ở các tỉnh, các địa phương mà chúng con đến ý ạ. Con cũng không hiểu là cái nhân duyên nào nó kết nối con, cứ mỗi lần con bước chân vào chùa thì con cảm thấy là cái tâm con nó thanh thản. Và con cảm thấy là nó nhẹ nhàng luôn. Con muốn hỏi thầy là liệu con có cái mối liên kết nào không ạ? Để lý giải cái nhân duyên của mình khi mà đến chùa mà mình lại cảm thấy như thế, có nghĩa là trong nhiều kiếp mình cũng đã có thực hành đạo Phật. Thế cho nên khi gặp lại mình nhìn cái tượng Phật là mình có thể xúc động, mình có thể là tự nhiên mình cảm thấy mát lạnh cả người, lỗ chân lông dựng lên, hoặc đôi khi có những người là người ta rơi lệ luôn, mặc dù người ta không hề theo đạo Phật, cũng không tìm hiểu một tí giáo lý nào, thì cái cảm ứng đấy là cái cảm ứng mà nó phải được có cái nhân quả thì nó mới có. Nếu mà không có nhân quả thì không thể có cái đấy. Bằng chứng là có những cái người, người ta nhìn thấy ngôi chùa người ta muốn phá cái, nó nảy ra những cái ý tưởng muốn đốt chùa, phá chùa. Đấy, thế cho nên là ở đây quay lại là cũng nhờ cái nhân quả của mình đã gieo trong rất nhiều kiếp. Đến khi mình gặp lại dù chỉ là hình ảnh của tượng Phật thôi, nhưng nó cũng gợi cho mình cái trí tuệ của Phật. Nó cũng gợi cho mình thấy được phần nào cái đức hạnh của Phật. Thế cho nên là mình sẽ tự muốn quỳ xuống và mình sẽ tự muốn cung kính, và tự mình cũng sẽ cảm nhận được cái sự lay động trong tâm hồn của mình. Thì tức là cái việc mà mình nhìn thấy tượng Phật mà mình có những cái cảm giác xúc động như thế, tức là cái nhân duyên rất sâu dày trong nhiều kiếp với Phật. Chẳng qua là nó chưa tới một cái thời điểm để mà mình có duyên để mình tìm hiểu sâu hơn thôi. Chứ nếu mà nó có thì nó sẽ nảy nở đến cái việc là mình cũng đã đi sâu vào đạo Phật. Lắm lúc con cứ suy nghĩ là không hiểu là cái kiếp trước làm cái gì, nhưng mà cái kiếp này con cũng không hiểu sao mà con cứ phải đi giúp đỡ người khác là một này, thế rồi là hỗ trợ tiền nong cho người ta, xong chẳng bao giờ người ta nhớ để người ta gửi lại mình này. Mọi người cứ nói là có lẽ kiếp trước là mình nợ người ta, xong bây giờ mình lại phải trả nợ trên nhân gian. Có phải như vậy không ạ? Đấy, đúng là như thế đấy.
Tức là như vậy là cái tìm hiểu về đạo Phật của con ấy là cũng rất là tốt. Tất cả đều do nhân duyên hình thành. Nếu như mà có những cái người mà mình giúp xong, người ta bùng luôn của mình là thực ra mình nợ người ta đấy. Nếu mà giải thích ra, sâu ra thì nó cũng liên quan đến những cái việc mà mình trong quá khứ mình bố thí. Ví dụ như là mình có làm việc tốt, mình cũng cho tiền người ta. Đấy, mình thấy hoàn cảnh người này khó khăn, người kia khó khăn, mình cho người ta là cho xong rồi mình lại tiếc cơ. Đấy, mình tiếc đau đớn, mình bảo là cho nhiều thế, hoặc là biết thế thì không cho. Thế thì nó sẽ dẫn đến cái nhân quả là lần sau mình cho là bị quỵt luôn. Hoặc là mình làm ăn đang giàu tự nhiên nghèo. Tức là nó có những cái nguyên nhân để dẫn đến như thế. Dạ. Trong cái cách con hỏi thì thầy thấy là con đã hiểu rất rõ về cái nhân duyên rồi đấy. Tức là không có cái gì tự nhiên nó hình thành cả. Dạ. Nó phải có nhân quả thì cuối cùng là nó đưa đẩy đến những cái sự việc như thế. Nhưng vấn đề là khi mình hiểu được cái nhân quả rồi thì mình có giữ những cái cảm xúc đấy trong lòng hay không? Mình cũng buông bỏ, con cũng phải tập đấy. Bởi vì là khi mà chưa hiểu được thì có thể là khi những người ta mượn tiền của mình giúp đỡ người ta, mình giúp đỡ rất là chân thành. Nhưng mà đến lúc mà người ta không trả lại, nhưng mà cũng thực ra là cũng là không có điều kiện trả lại. Bởi vì thầy bảo là trong cái dịch Covid vừa rồi thì mọi người khó khăn rất là nhiều. Thực ra là con cũng thấy tiếc tiền. Nhưng mà rồi con đang cố tập là thôi buông bỏ. Là bởi vì này, mình giúp người ta, mình đã giúp rồi thì bây giờ thì mình giúp nốt. Như vậy thì nó sẽ không trọn vẹn. Có nghĩa là trong cái sự buông bỏ của mình, nó là một cái sự cố nhắc nhở mình buông bỏ. Không, con đang cố mà, con đang cố tập. Nó lại có một cái cách mà cho mình buông bỏ tự nhiên cơ. Dạ, thế thầy khai cái cách này nó hay lắm. Vâng. Tức là nó phát triển cái tầm nhìn của mình một phát. Dạ. Là mình tự buông bỏ luôn mà mình sẽ thấy là con người mình nó mát mẻ hẳn luôn. Thế thầy cho con bí kíp đấy đi ạ. Đấy, trong cái cuộc sống của mình. Dạ. Nó có những cái chứng kiến bằng con mắt. Vâng. Nhưng nó cũng có những cái chứng kiến bằng trí tuệ. Thì nếu mình phát triển được cái chứng kiến bằng trí tuệ thì mình sẽ trở nên vị tha một cách tự nhiên. Chỉ đơn giản là như thế này. Bây giờ nếu mình nhìn vào tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cõi đời này bằng con mắt trí tuệ nó rất khó. Vâng. Nó ở chỗ là mình có thấy một cái vật chất gì nó tách rời nhau để tồn tại đâu. Để có được quả táo thì quả táo phải đến từ cây táo. Cây táo lại phải hút chất ở đất rồi ánh mặt trời. Như vậy là phải dựa vào cả quả địa cầu và hệ mặt trời. Hệ mặt trời lại phải dựa vào toàn bộ vũ trụ. Mà toàn bộ vũ trụ lại được cấu thành bởi tất cả những cái sự vật hiện tượng như thế ghép lại. Thế thì mình cũng thế. Mình cũng đang biến đổi trong toàn bộ sự vật hiện tượng. Mà mình không tách rời bất kỳ một cái gì cả. Tức là mọi sự vật hiện tượng tồn tại đều dựa vào nhau để tồn tại. Vậy thì nếu nhìn bằng trí tuệ thì mình thấy vũ trụ không tách rời mình. Mình không tách rời vũ trụ. Và mình đồng một thể với vũ trụ là một. Đấy là cái thấy của trí tuệ đấy nhé. Tức là nếu mình nhìn bằng trí tuệ thì mình mới thấy là vậy là cơ thể của mình nó vận hành cùng với toàn bộ vũ trụ. Và mình là cả cái vũ trụ đấy chứ. Nếu mà nhìn bằng trí tuệ. Nhưng con mắt thì nó lại bảo mình khác. Con mắt nó lại bảo bạn chỉ là một sinh vật trên cái quả đất này thôi. Bạn chỉ là một con người trong một cái đất nước này. Đấy là con mắt. Đấy, thế bây giờ mình mới đặt ra vấn đề là nếu tôi chỉ sống theo con mắt thì sao? Thì tôi sẽ nhìn vào cái thế giới của loài vật. Nó nhìn thấy những cái con vật yếu kém hơn nó là nó ăn thịt. Nó ăn thịt chứ, sinh tồn mà. Và nếu sống bằng con mắt thì rất độc ác và rất toan tính. Bởi vì cái con mắt nó bảo mình là bạn là một sinh vật độc lập với cái vũ trụ, độc lập với cả quả đất. Thế rõ ràng là tôi đang sống độc lập đấy thôi. Nhưng mà trí tuệ lại bảo không, bạn là cả cái vũ trụ. Và bạn với tất cả mọi người trên cõi đời này chỉ là một. Thì cái cách để cho mình vượt qua được, xả bỏ được một cách thật sự, một cách tự nhiên chứ không ai bắt ép mình phải làm như thế,
thì đó là đạo Phật. Tức là mình mở rộng được cái trí tuệ của mình thì mình sẽ có cái hành xử xứng đáng với sự mở rộng. Và cuối cùng mình nhận ra rằng là hóa ra con mắt đã lừa ta. Sau cái bài pháp này, con có thấy thanh thản không? Con có thấy tự nhiên là những cái mình mất đi hóa ra mình có mất đâu? Vâng. Nếu nghĩ cho kỹ là mình đang là được cho chính mình đấy chứ. Và nghĩ như thế mình thương lắm, mình sẽ thương người ta và mình sẽ thương tất cả những đối tượng khác. Và đấy là sự giàu có. Sự giàu có của tâm hồn là bất tử. Bởi vì tâm hồn là bất tử, thế cho nên là tâm hồn lại không tách rời trí tuệ chứ. Thì đây chính là một cái mà nếu mình nắm được cái giáo pháp này, thì mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn hồn nhiên, tốt đẹp tự nhiên mà không có một sự bắt ép nào cả. Khi mà mình nắm được cái này thì thầy tin chắc là con sẽ trở nên giàu có trong nhiều kiếp. Con gỡ được rồi đấy ạ, gỡ được ở trong cái đầu của mình ấy ạ. Tức là mình chưa thoải mái lắm. Tức là mình chưa thoải mái lắm với cái gọi là cái sự cho đi đấy. Thì bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Hay quá. Cô Phương ơi, bây giờ thì cô còn câu hỏi nào khác dành cho thầy Kim Cương không ạ? Con muốn hỏi thầy, tức là về những giấc mơ ấy ạ. Vì quê con là trên miền núi, nhưng mà con theo bố mẹ thì là ở cơ quan ở ngoài gần sông Đà. Có một chú ở cơ quan lại bế ra sông Đà xong là cho đầu xuống này, xong là gội đầu. Thế con cứ nhìn thấy dưới nước ở trên đầu con này này là con đã sợ nhá. Cái hồi con 5 tuổi là con đã sợ cái điều đấy rồi. Sau khi bố con đi bộ đội tổng động viên thì là mẹ đưa về, thì là phải đi qua suối thì mới đi về được nhà ông bà. Thế là cái mùa lũ ấy thầy, cái nước nó hơi xiết một chút, thì hồi đấy mẹ vẫn đang hay mặc váy mường. Thế xong rồi mẹ mới vén váy lên, thế xong rồi ở trên đầu thì đội cái túi, xong một tay thì mẹ cầm túi trên đầu này, một tay thì nắm tay con bé con 8 tuổi. Ra đến giữa dòng thì kiểu nó tuột váy của bà xuống, thế là theo phản xạ thì bà buông tay con bé ra, bà túm váy bà lên. Thế thì là con trôi mất một đoạn, mẹ lại đuổi theo mẹ túm lại được. Chứ nếu không là hồi đấy là con coi như là chết đuối. Cho nên là sau đó thì khi mà con trở về cơ quan với mẹ con nhé, con suốt cả cái tuổi thơ đấy, con nằm mơ là luôn luôn con bị ma đuổi. Tức là con có trốn kỹ lắm, trốn rất là kỹ, sợ kinh khủng luôn, trốn rất kỹ. Nhưng mà kiểu gì nó vẫn tìm được con. Xong bắt đầu nhìn thấy con cái cười nhe nhởn nhà cái thì con tỉnh giấc. Trong giấc mơ luôn là trong giấc mơ luôn như thế. Luôn luôn như vậy ạ, luôn luôn là như vậy. Đó là thứ nhất ạ. Cái thứ hai là cái nước ạ. Cái nước thì tức là con có lẽ là con bị ám ảnh từ cái lúc 5 tuổi và 8 tuổi đấy. Cho nên là trong giấc mơ con cũng luôn luôn nằm mơ là con đi chơi, con đi công tác với cơ quan. Mọi người về hết rồi, còn mỗi mình con ở lại, con không về cùng với mọi người được ấy. Đến lúc con muốn về thì con mắc nước, con không về được. Đó ạ, một thời gian dài con bị như vậy. Cũng là trong giấc mơ? Cũng trong giấc mơ ạ. Cũng là trong giấc mơ. Là con muốn hỏi là thầy giải thích cho con hiện vâng, tượng. Vâng, đúng rồi, thầy giải thích. Đấy thì con muốn hỏi cái điều đấy mà. Thì là này, cái không gian mà chúng ta đang sống này này. Dạ. Là chúng ta đang nhìn nó với con mắt thịt đấy chứ. Vâng. Chứ còn có những người ta có con mắt tâm linh ấy, là ma quỷ ta nhìn thấy hết. Rồi các vị thần, các vị trời ta nhìn thấy hết. Vâng. Thế nhưng mà phần lớn chúng ta là không có khả năng nhìn thấy. Thế thì cái thời chiến tranh ấy, chết nhiều lắm. Đất nước mình chiến tranh liên miên. Và chết thì đương nhiên là oan ức chứ. Thì những cái oan hồn ấy, khắp đất nước. Thế thì khi mà mình lên núi đồi chẳng hạn, hay những cái con suối đấy, thì nói cho đúng ra ấy, là không thiếu gì ma quỷ cả. Thậm chí là ma quỷ nhiều ngàn năm. Khi mà mình còn nhỏ thì cái khả năng của mình nó rất nhạy cảm. Và nếu mình gặp một cái con quỷ nào nó thích mình, tức là nó mình có nợ nó về tình cảm, hay nói là có duyên với mình. Vâng. Mặc dù con quỷ đấy nó không biết là mình nợ gì nó trong những kiếp trước, nó không hề nhớ. Mình cũng có cái sự nhạy cảm về tâm linh. Vâng. Và mình cũng có nhiều cái nỗi sợ. Cho nên nó nương theo cái nỗi sợ đấy, nó ám được mình một lần thì nó sẽ ám mãi. Đấy. Thế thì khi mà nó theo ám, mà nhà con lại cũng có những cái lễ làm gọi là
ý là có thể thờ gia tiên, hoặc con có thể đến những cái nhiều lần đi chùa, con cầu xin Phật chẳng hạn thế. Thì nó có thể không làm gì được con về mặt thân thể này. Còn những cái người bị nặng ấy, nó nhập cho điên luôn cơ. Thế còn như mình ấy là nó có thể không làm gì được mình, tức là mình cũng có sự bảo vệ nhất định, nhưng nó thâm nhập được vào giấc mơ của mình. Đấy thì vừa rồi là cũng có những đệ tử còn kể cho thầy là đêm nào con cũng nằm mơ thấy con quỷ mà nó hiếp dâm con ở trong giấc mơ. Mà khi nó đuổi con nhé, mà nó nắm được vào tay con là con không có thể phản kháng gì nữa cả. Tức là trong giấc mơ nó đã nắm vào tay nhé. Vâng. Là coi như là chỉ trở thành cái bộ quần áo và nằm im thôi. Và chỉ còn suy nghĩ thôi. Và cố mãi mới có thể tỉnh khỏi cái giấc mơ đấy. Mà bị liên tục. Nhưng mà con là may là nó cứ nhìn con nó nhẹ nhợt cười xong rồi nó cứ tỉnh luôn. Đấy thì đấy. Cái trường hợp đấy. Mà mình còn là nhẹ. Vâng. Tức là thầy kể cái trường hợp nặng ra là còn bị hiếp dâm ở trong giấc mơ. Đấy, thế cái trường hợp của mình như thế là nói trắng ra là còn là nhẹ. Nhưng tuy nhiên là mình phải xử lý. Bởi vì nó theo ám mình như thế. Bây giờ mình còn sống, mình đang có phước nên nó chưa làm gì được mình. Chứ cái người mà không đủ phước nó hại lâu rồi. Yeah. Thế bây giờ mình có đang có cái phước tốt, nó không làm gì được mình. Thế thành ra rằng là nó chỉ chờ cái thời điểm mình đau ốm, ốm nặng hoặc đối diện với cái chết. Lúc ý nó mới xử lý. Là rất là kinh luôn nhé. Vâng. Cái trường hợp của con thì thầy nói luôn là có nhân duyên với một cái con quỷ trên cái rừng đấy, cái núi đấy. Nó theo đến tận bây giờ. Đấy. Thế thì cái cách ấy là mình có thể cầu nguyện danh hiệu của Phật Thầy Quán Thế Âm. Vâng. Như con có duyên với Ngài thì con có thể có một cái chuỗi hạt, con niệm một ngày cũng 5-10.000 lần. Con có thể niệm bằng mồm hoặc là niệm bằng suy nghĩ. Và con cầu xin là xin Ngài là giúp con giải quyết cái mối duyên nợ này. Đấy, và cái việc tụng đọc danh hiệu của Thầy có được bao nhiêu công đức thì con hồi hướng cho những oan gia trái chủ của con. Chuyển được cái lòng tham sân giận mà tái sanh cõi lành đến với chí Phật. Đấy thì con cứ làm kiên trì như thế. Dạ. Còn nếu mà khó hơn ấy thì con có thể đọc vào cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm. Chú Thủ Lăng Nghiêm mà dài 458 câu tiếng cổ Phạn ấy. Vâng. Một ngày tối thiểu 3 biến. Thì con đọc dài dẵng trong vòng nửa năm, một năm thì cái cơ thể nó có một cái hào quang bảo vệ. Thế ạ. Đấy là sự thật đấy. Dạ. Cái thần chú đấy nó là danh hiệu của chư Phật. Vâng. Và cũng là gắn những cái đại nguyện chư Phật ở trong cái thần chú đấy. Thì khi con đọc ấy là với cái thành tâm của con lâu ngày là cái cơ thể của con nó có một cái hào quang bảo vệ, mắt thường không nhìn thấy nhé, nhưng không ma quỷ nào xâm phạm được. Và con sẽ không còn nằm mơ thấy quỷ nữa. Còn một cách khác nữa, hiệu quả cũng không kém, là con có thể đọc Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng. Là con nghe qua rồi. Vâng. Thì Kinh Địa Tạng mỗi một ngày con đọc một lượt, nó sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng tùy tốc độ đọc. Và sau khi đọc xong thì con hồi hướng cái công đức đọc tụng này cho tất cả oan gia trái chủ của con trong cả cái vùng đấy luôn, sẽ được tái sanh cõi lành đến với chí Phật giải thoát. Con hồi cậu hướng công đức cho họ như thế. Thì sau 49 ngày mà con ăn chay và con đọc Kinh Địa Tạng hồi hướng, và nếu có thể thì con lập một cái bàn thờ Phật. Đấy, thì mỗi lần con đọc con một ly trà, một vài bông hoa, ít hoa quả nếu có thể. Còn nếu con chưa có bàn thờ, con vẫn có thể đọc mà không cần bàn thờ. Con có thể quán tưởng chư Phật ở trong con và chư Phật ở khắp mọi nơi. Con quán tưởng, con tưởng tượng như thế, con tin tưởng như thế. Thì khi con đọc và con hồi hướng thành tâm đến đâu thì kết quả lớn đến đấy. Thì sau một thời gian sẽ không còn cái hiện tượng đấy nữa, bởi vì họ đã nhận được cái phước. Xong rồi trong cái Kinh Địa Tạng ấy thì lại chỉ ra những cái nguyên nhân mà một cái chúng sanh bị đọa địa ngục. À. Thì cái loài quỷ đấy nó đọc được ấy, nó nghe được cái lời kinh đấy, nhiều lần nghe thì bắt đầu mới nhận ra là mình đang làm hại con người này bấy lâu, với cái nghiệp đấy là mình sẽ bị đọa địa ngục. À. Thì là họ sợ quá, họ nhận ra và họ không làm hại mình nữa.
họ sẽ tự muốn tu tập để giải thoát. Thế cộng với lại các Phật thầy cũng ban gia trì xuống và cũng hóa hiện giáo hóa cho cái loài quỷ đấy luôn, thì là họ được tái sanh gọi là cõi lành đấy. Thế thành là một công đôi việc, mình vừa giúp mình cũng vừa giúp những cái loài quỷ đã ân oán với mình. Đấy thì đây là đều là những phương pháp mà nó đã rất hiệu quả. Người ta làm nó rất hiệu quả. Đấy thì thầy khuyên con những cái mà nó đang là những cái phương pháp có sẵn mà mình có thể tự giúp mình luôn. Còn chư Phật là có thật. Chư Phật mười phương là có thật nhé. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là bức tượng hoặc là trong sách vở đâu. Các ngài có thể thị hiện trong bất cứ lúc nào. Thậm chí là các ngài có thể, ví dụ đây Hà Đan đang ngồi đây, các ngài có thể khiến cho Hà Đan nói cái câu cần nói. Đến mức như thế. Nhá. Nói ra thế này thì hơi quá. Nhưng mà trong những cái cần thiết các ngài vẫn cứu chúng sanh như thế đấy. Và không phải đơn giản mà Phật giáo tồn tại bao nhiêu ngàn năm đến ngày nay. Mà thực ra ở những cái hành tinh khác, trong những cái vũ trụ mênh mông, các ngài đã ở đấy từ lâu rồi. Chẳng qua cái loài người mình ở cái địa cầu này là mới biết mấy ngàn năm. Mà con hiểu không? Đấy thành ra rằng là mình mà có được cái niềm tin như thế mà mình xin là chắc chắn là được giải quyết hết. Thì thầy thấy con đã có một cái nhân duyên là nhìn thấy Phật thầy ngàn tay ngàn mắt. Đấy là một cái hóa hiện của Phật thầy Quán Thế Âm đấy. Ngài hóa hiện ngàn tay ngàn mắt là thể hiện một cái sự thấu cảm và luôn sẵn lòng thấu cảm với tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Là cái biểu tượng như thế đấy. Ngàn tay ngàn mắt giúp đỡ, không mệt mỏi. Đấy, thế cho nên là mình hiểu được cái lòng từ bi của chư Phật, mình sẽ biết chư Phật có bao giờ rời xa mình đâu. Thế bây giờ cái quan trọng là mình cần có cái niềm tin, mình hiểu được giáo lý Phật. Từ nãy đến giờ là toàn nói giáo lý Phật. Thế xong rồi mình thử xem, xin xem có qua cái hoạn nạn hay không. Nếu qua được thì tốt quá. Con rất cảm ơn thầy. Hôm nay là một buổi gọi là con được nghe thầy thuyết pháp một buổi rất là có ích ạ. Và nói chung là con nhẹ lòng rất nhiều rồi ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Con cũng cảm ơn thầy Kim Cương rất nhiều vì ngày hôm nay đã chia sẻ, đã giảng giải để giúp khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, cô Minh Phương. Cô đã hiểu ra được rất nhiều những cái điều mà cô có khúc mắc. Thật ra thì những chia sẻ của cô Minh Phương, những trải nghiệm, những cảm giác của cô Minh Phương là những điều mà chính bản thân con cũng đã trải qua. Ví dụ như là cảm giác an bình rất lạ lẫm khi mà con được ngồi trước những pho tượng Đức Phật. Khi mà được nhìn vào ánh mắt hiền từ của Ngài thì mình cũng cảm nhận được những cái sự rất là bình an lạ kỳ đó. Hay là những cảm giác của con khi mà giúp đỡ một người khác rồi là họ lại mất tiêu đi đâu đấy thì mình cũng nổi lên những cái cảm xúc tiêu cực, mình cũng không thích họ. Thì ngày hôm nay thông qua những câu hỏi của cô Phương thì chính con cũng đã có cho mình những câu giải trả đáp, lời đúng không? Dạ, vâng. Và một lần nữa con cảm ơn thầy Kim Cương và cảm ơn cô Mi Phương rất nhiều. Thưa các quý vị khán giả, còn bây giờ thì cũng đã đến lúc mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn, phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị rồi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.